Xin chào mọi người và nhất là các em trai, em gái tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với những người tuổi Kỷ Mùi, nam và nữ mạng. Thì mình so với lại 6 tháng đầu năm đó là mình tách rời ra, là mình có nói luôn cái phần mà sao mệnh rồi các cái phúc tinh và tài tinh nằm ở bên trong của người mà Kỷ Mùi. Nhưng mà phần 6 tháng cuối năm thì mình sẽ không chia ra mà mình làm chung, nam nữ làm chung luôn. Mình chỉ nói là bây giờ thí dụ như là nam nữ, nam thì năm nay với cái sao Thái Dương chiếu mệnh, sao Thái Dương thì rất là tốt đẹp cho những người mà mệnh hỏa. Sao Thái Dương là một phúc tinh, tuy nhiên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà đối với người mà Kỷ Mùi á, thì nam mạng á, thì họ không có sợ. Tại vì sao? Tại vì á, là nó giúp cho họ phát huy thêm cái vượng hỏa của bản thân họ. Cho nên là có một số người dưỡng sao Thái Dương thì không tốt đẹp. Tuy nhiên á, là Kỷ Mùi thì có sao Thái Dương chiếu mạng thì tốt đẹp nhiều điều. Và điển hình là từ 6 tháng đầu năm tới bây giờ thì đối với người Kỷ Mùi mà nam mạng có nhiều thành công tốt đẹp, thay vì là nữ mạng với cái sao chủ là sao Thổ Tú, một cái ngôi sao đem lại rối rắm và trở ngại. Lại làm sao Thổ Tú thuộc hành thổ, sinh xuất với bản mệnh đó là mệnh hỏa, cho nên là người Kỷ Mùi thì thấy rõ ràng là nam mạng từ đầu năm đến giờ thì nhiều thuận lợi, nhưng mà nữ mạng thì lại nhiều rối rắm khó chịu ở trong cái vận hạn của mình. Thì kết hợp như vậy thì cũng thể có nói, ví dụ như là bây giờ là mình chia ra ha, nam năm nay các anh có được 9-10 điểm về sao mệnh, về vận niên, tất cả mọi thứ khác. Ví dụ như là vận niên á, thì đối với nam và nữ mạng thì đều là xà âm tỉnh. Thiên can thì kỷ gặp kỷ là cùng hàng thuận lợi trong công việc. Địa chi thì mùi gặp hợi là hợi mão mùi tam hợp giống nhau, tuy nhiên chỉ khác nhau về sao và hạn. Sao á, thì nữ là Thổ Tú, nam là Thái Dương. Như vậy thì vận vào, thí dụ như là bây giờ mình có nam 9-10 điểm, nữ thì nếu mà xét năm nay thì chỉ có 4 điểm thôi, thì cộng với cái vận hạn của tháng thì sẽ ra. Thí dụ như có thể là đối với cái tháng, thí dụ như giống như mình nói tới tháng 7 đi. Tháng 7 là tháng nhâm thân, tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng nhâm thân. Thì tháng nhâm thân thì gốc kim, như vậy mệnh là hỏa khắc kim, là bổn mạng khắc tháng. Sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng. Thiên can á, thì là kỷ với lại nhâm, là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành á, thì là kỷ để thuộc thổ, nhâm là thuộc thủy, cho nên là có thể nói là tương xung. Như vậy đối với nam á, thì có sao Thái Dương á, trương trợ, thì cái sự tương xung của nạp âm ngũ hành của thiên can không đem lại quá nhiều khó khăn trong công việc. Tuy nhiên nữ thì sẽ bị nặng hơn một chút, vì có cái sao Thổ Tú là rối rắm và này kia nó nhiều đấy. Còn địa chi là thân với mùi, là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau. Như vậy thì rõ ràng là với tháng 7 thì Kỷ Mùi nhớ cẩn thận ha. Nhất là nữ mạng, nam mạng thì cũng giống vậy, nhưng mà sẽ đỡ đần hơn. Vì sao? Vì hỏa khắc kim, bổn mạng khắc tháng, rồi là thiên can và nạp âm ngũ hành là tương khắc nhau, thổ khắc thủy ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tháng trung thu, tháng Quý Dậu. Tháng Quý Dậu thì lại tiếp tục là tháng kim. Như vậy mệnh tiếp tục là hỏa khắc kim, bổn mạng sức khỏe, bản mệnh bị khắc tháng, bổn mạng cần cẩn trọng. Thiên can thì đây là một cái tháng không tốt đẹp. Vì sao? Vì chữ kỷ nó khắc chữ quý của tháng. Thiên can khắc tháng, công việc cẩn trọng, nhiều khó khăn. Tuy nhiên là dù sao đi nữa, mình khắc nó thì công việc có khó khăn đó, nhưng mà mình cũng vượt qua, không có quá nhiều cái vấn đề để lại hậu quả ha. Địa chi thì Dậu Mùi, tháng 8 là tháng Dậu mà, thì Dậu Mùi
tự chủ bình hòa, không hình thại cũng không có tương hợp nhau, báo hiệu một cái tháng gia đạo cũng tiếp tục là không có việc gì quá lớn lao ha, chỉ là tháng này thậm chí là có chút hồng loan nó nằm ở trong mệnh. Hôm bữa mình lúc đầu năm mình có xét thì mình thấy là hồng loan đó, với lại đào hoa ở trong cái tháng 8 nó vận hành khá mạnh mẽ, cho nên là nếu mà các chị nào độc thân thì coi chừng có tình cảm ha. Tiếp đến đó là tháng 9, tháng Giáp Tuất. Tháng Giáp Tuất thì là thuộc hỏa, như vậy mệnh, xét về mệnh, Kỷ Mùi hỏa, Giáp Tuất hỏa, hỏa đồng hoàng, sức khỏe bổn mạng có thể nói là tốt. Thiên can chữ giáp của Giáp Tuất hợp với chữ Kỷ, đây là trường hợp ngũ hợp, chủ về chữ tính, cho nên là công việc mọi điều sẽ có hanh thông. Thậm chí đối với nam thì đây là tháng dễ sinh tài lộc rất nhiều, nữ thì tạm tạm thôi, gọi là mình tốt, tại vì cái sao thổ tú của mình cũng đem nhiều rối rắm. Năm nay đối với Kỷ Mùi rất lạ là nam thì hoàn toàn thắng lợi, nhưng nữ thì còn gặp nhiều rối rắm, chưa có được ok, vẫn cứ phải buồn phiền chuyện này buồn phiền chuyện kia. Địa chi đó là Tuất với gặp Mùi á, là thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của nhóm tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, như vậy á, là gia đạo sẽ có trục trặc khó yên, cho nên là cần cẩn trọng nhớ cẩn trọng việc gia đạo. Tháng 9 thì là tháng dễ thu tài lộc đối với nam mạng này, sức khỏe không phải lo, tuy nhiên á, gia đạo nhớ cẩn thận ha, mình lo chuyện làm ăn quá nhiều, lo bên ngoài không quay lại gia đạo bị xào xáo nó mất công ha, cho nên là mình phải cẩn thận. Rồi tiếp đến đó là tháng 10, tháng Ất Hợi. Tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Ất Hợi. Tháng này á, là mình có nói mà, tháng năm nay là tháng 4 và tháng 10 là hai tháng tự tương xung với nhau, cho nên là nó sẽ gây ra nhiều cái trục trặc rất là nhiều cho những người mà gốc dương, hệ dương như là thiên thượng hỏa, rồi là tuổi Mùi, Dần, Ngọ, Tuất như ra đi, thì tháng Ất Hợi để xem coi đối với người thiên thượng hỏa của mình, nó quên người Kỷ Mùi của các em thì và thiên thượng hỏa thì nó sẽ ra sao. Như vậy xét về mệnh, Ất Hợi là hỏa, mệnh hỏa, hỏa đồng hàng, sức khỏe bổn mạng tốt, cũng giống như là tháng 9. Rồi về phần thiên can á, là chữ Ất của Ất Hợi á, nó sẽ khắc chữ Kỷ, công việc khó tốt đẹp, cẩn thận vướng vô pháp luật nha. Các anh nam thì nên tháng này nên nhu một tí xíu, đừng cương ha. Mấy tháng trước thấy cương về cái việc của mình, ráng nó qua một cách ngọn lành, dù nó có hơi trục, nó hơi gọi là không chính thống một chút xíu thì nó cũng nhẹ nhàng vượt qua. Tuy nhiên tháng này thì cực kỳ cẩn thận, vẫn là người bị người trong cuộc đâm chọt mà dẫn đến cái việc rất không tốt cho công việc. Cho nên là tháng 10 là các em nam hay nữ của cái Kỷ Mùi thì anh cũng cực kỳ cẩn thận, cho nên nếu không muốn gặp khó khăn thật sự ha. Tuy nhiên là phần địa chi á, thì là nhóm tam hợp Hợi, Mão, Mùi, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ là những cái niềm vui của gia đạo mà còn cả cho công việc. Hy vọng là với cái tam hợp Hợi, Mão, Mùi này, nó phần nào khắc chế bớt cái sự khó khăn của cái phần Ất khắc Kỷ của thiên can. Nếu như mà lỡ có gặp khó khăn thì rõ ràng với tam hợp này thì nó tốt cho các mối quan hệ nữa, thì sẽ đem đến một quý nhân nào đó giúp mình vượt qua khó khăn, hy vọng là như vậy. Nhưng mà thôi, tránh voi không xấu mặt nào, thôi tháng này nhu một tí xíu, nhất là các em nam ha, thắng từ đầu năm tới tháng này rồi thì nhu lại một chút xíu là cũng không có mất mát gì đó. Tiếp đến là tháng 11, tháng Bính Tý, một tháng thủy. Tháng Bính Tý đối với cái người mà thiên thượng hỏa, người Kỷ Mùi nó sẽ như sau. Về mệnh á, thì rõ ràng là thủy mà, thủy sẽ khắc hỏa, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng cẩn thận, sức khỏe và thật sự là gặp điều không tốt. Rõ ràng là với cái người mà thiên thượng hỏa gặp mùa đông thì thường sẽ không có
mấy khỏe khoắn, nhất là các em nữ với cái sao với năm nay với hạn huỳnh tiền ha, với hạn huỳnh tiền phòng bệnh nặng thì cần cẩn thận hơn. Rồi thiên can chữ kỷ và chữ bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng về mặt tử vi. Tuy nhiên là về mặt nạp âm ngũ hành của thiên can á, là kỷ là thuộc thổ, mậu kỷ thuộc thổ, bính đinh thì thuộc hỏa, như vậy là thuộc dòng tương sinh hỏa sinh thổ, cho nên có thể nói là công việc tài lộc có thể phát sinh nhưng không lớn lao được ha. Tý và mùi là thuộc nhóm tương hại, cho nên gia đạo dễ sinh nhiều buồn phiền khó chịu, cần cẩn trọng một chút xíu. Đó là cái tử vi của tháng 11 đối với cái người kỷ mùi. Nam mạng thì có như đã nói là có thí dụ như nam mạng là được 9 điểm. Tử vi của tháng bính tý này với hỏa tương mệnh bị tương khắc, địa chi thì bị thuộc nhóm tương hại thì nó còn khoảng cỡ 4 điểm so với cho người kỷ mùi, thì mình cộng lại 9 với 4 cũng được 13, chia ra nó cũng được 5-6 điểm, đỡ hơn ha. Nhưng mà nếu với nữ mạng thì toàn năm chúng ta chỉ có được có 4 điểm thôi, mà gặp tháng này 3-4 điểm nữa chia ra nó cũng vẫn ở dưới trung bình, coi chừng cẩn thận hơn. Tiếp tục là tháng 12, tháng Đinh Sửu. Tháng 12, tháng Đinh Sửu là tháng chạp của chúng ta, thì tháng Đinh Sửu cũng tiếp tục là một tháng thủy. Mà như vậy thì mà nói một điều như nè, tháng 12 đối với cái người Việt, đối với người phương Đông thì chắc là chỉ hoạt động được nửa tháng thôi, còn nửa tháng còn lại là chỉ tấp nập lo cho Tết nhất. Thì hy vọng rằng là nó không có quá nhiều điều khó khăn để mà xảy ra cho tuổi kỷ mùi. Đầu ta cũng sẽ xét ha, là mệnh thì tiếp tục là thủy khắc hỏa, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận về mặt sức khỏe, đề phòng những cái nạn nhỏ, nhất là nữ mạng đề phòng cái nạn hình tiền, thì đó là phòng bệnh nặng. Rồi thiên can thì kỷ đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng giống như của tháng 11 thì tháng 12 là nạp âm ngũ hành của kỷ là thổ, bính đinh là hỏa, cho nên là nạp âm ngũ hành được tương sinh, hy vọng có tài lộc là lớn chứ không phải nhỏ. Có thể nói là như vậy. Người kỷ mùi mà từ đầu năm giờ gọi là nam mạng thì thành công nhiều điều, thì có thể là đây là cái tháng mà mình gom lại cái tài lộc tổng kết một năm. Còn đối với nữ thì cũng có thể là như vậy, hoặc là gom lại những gì mình đầu tư ra. Người nữ mạng của cái kỷ mùi thì chậm rãi mà chắc chắn ha. Rồi về phần địa chi là Sửu và Mùi là lục xung. Lục xung là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau. Chắc chắn rằng gia đạo của tháng 12 sẽ rất là có vấn đề. Đơn giản thôi, trong cuộc sống này thì tháng 12 là cái tháng mà tất bật lo cho gia đạo, mua cái này sắm cái kia bên nội bên ngoại thôi. Nếu như mà vợ chồng mà không có nhiều cái hòa thuận thì dễ rất xảy ra những chuyện mua cho bên ngoại sao nhiều hơn bên nội nhiều hơn bên ngoại, tạo cho cái sự buồn phiền, nhất là nữ mạng nha. Nửa cuối năm thì vẫn thực sự là có hai cái tháng, đó là tháng 8 và tháng 10, thì công việc của đối với cái người kỷ mùi cần cẩn thận nhiều điều, nhất là cái tháng 10 với cái chữ ất khắc kỷ. Còn lại thì công việc rõ ràng là phần thiên can rõ ràng là không xung không hợp nhiều thứ. Hy vọng rằng nó là nửa cuối năm thành công, có nhiều cái thuận lợi để mà các em nam với cái sao Thái Dương chiếu mạng năm nay thu hoạch được nhiều cái tiền tài hơn. Còn nữ mạng thì nhớ cẩn thận, vì dù sao đi nữa chúng ta vẫn đeo trên mình cái sao chủ thổ tú, nhiều nỗi đắng ha. Rồi như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái tử vi của và vận hạn 6 tháng cuối năm 2019 năm Kỷ Hợi đối với nam và nữ mạng kỷ mùi. Nếu như mọi người xem thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi kỷ mùi khác biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video clip khác về tử vi phong thủy tuổi của mình,
hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!